một không gần kẻ ngu si, thân cận người hiền trí, cúng dường bậc xứng đáng. Hai ở chú xứ thích hợp, quá khứ tạo nhân lành, hướng tâm theo lẽ tránh. Ba học nhiều, nghề nghiệp giỏi, giới luật biết tu tập, có những lời khéo nói. Bốn hiếu dưỡng mẹ cha, biết nuôi nấng vợ con, việc làm không xung khắc. Năm bồ thí, đức hạnh đúng pháp, giúp đỡ họ hàng, hành xử không tì vết. Sáu ghê sợ điều ác, tránh làm điều ác, không nghiện ngập, tinh tấn hành thiện pháp. Bảy sống lễ độ, biết khiêm cung, sống tri túc, biết tri ân, đúng thời, nghe giảng pháp. Tám kham nhẫn, biết phục thiện, thường đến gặp các sa môn, đúng thời, đàm luận pháp. Chính tự chế, sống phạm hạnh thanh cao, thấy chân lý nhiệm màu, thực chứng quả niết bàn. Mười tâm không động, tâm không sầu não, tâm không tham dục, sống an nhiên. Kết luận, đi đến đâu, ở bất cứ nơi nào, không bao giờ suy thoái, lúc nào cũng sống an vui tự tại,